kiểm tra Saigon Square, thu giữ hàng trăm sản phẩm giả. Lực lượng chức năng thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện và tạm giữ hàng trăm túi xách, ví, quần áo, trang sức xi mạ có dấu hiệu giả mạo. Đội quản lý thị trường số 4 đã niêm phong, tạm giữ toàn bộ hàng hóa có dấu hiệu giả mạo để xử lý theo quy định. Cục quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh cho biết ngày 24 tháng 9, đội quản lý thị trường số 4 đã đồng loạt kiểm tra một số điểm kinh doanh tại trung tâm thương mại Saigon Square, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện hàng trăm đơn vị sản phẩm quần áo, túi xách, ví, trang sức xi mạ, không có hóa đơn, chứng từ, có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu nước ngoài đang được bảo hộ tại Việt Nam. Đội quản lý thị trường số 4 đã niêm phong, tạm giữ toàn bộ hàng hóa nêu trên để xử lý theo quy định. Thời gian tới, đơn vị này sẽ tiếp tục triển khai kế hoạch trọng điểm về chống hàng giả tại các địa bàn trọng điểm, tại các ổ nhóm, tụ điểm. Đồng thời, lực lượng chức năng sẽ tăng cường công tác quản lý địa bàn, chủ động kiểm soát tình hình, phối hợp với các đơn vị triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng. Trong 9 tháng đầu năm, đội quản lý thị trường số 4 đã kiểm tra 249 vụ, trong đó vi phạm chủ yếu về các hành vi kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu, kinh doanh hàng hóa nhập lậu, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Tổng số tiền xử phạt hơn 4,7 tỷ đồng, hàng hóa vi phạm trị giá hơn 12,6 tỷ đồng. Đặc biệt, lực lượng QLTT thành phố Hồ Chí Minh đã tăng cường kiểm tra tại các địa bàn trọng điểm như các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh tại các chợ, cửa hàng, trung tâm thương mại như Saigon Square, Bến Thành, Taka Plaza, chợ Nga và các tuyến đường nổi cộng như Nguyễn Trãi, Lưu Văn Lang, Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Cách Mạng Tháng 8. Trước đó vào cuối năm 2022, Tổng cục Quản lý Thị trường cũng có đợt truy quét một loạt cơ sở kinh doanh tại trung tâm thương mại Saigon Square. Lực lượng QLTT đồng loạt kiểm tra các mặt hàng như túi ví, mắt kính, quần áo, phụ kiện trang sức mang các nhãn hiệu Gucci, Dior, Chanel, Louis Vuitton, Adidas, Nike, Hermès với giá từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng một sản phẩm. Sau hơn hai thập kỷ xuất hiện, Saigon Square được mệnh danh là thiên đường mua sắm của người dân thành phố, đồng thời là điểm nóng về hàng giả, hàng nhái thương hiệu nổi tiếng. Saigon Square cũng nổi tiếng là nơi làm giàu của nhiều hộ kinh doanh bởi nguồn lợi nhuận khổng lồ từ việc kinh doanh hàng giả, hàng nhái nhãn hiệu nổi tiếng.